Người dân ở Cầu Đọc hôm nay là cô ấy chủ yếu chỉ làm lúa hai vụ thôi. Hôm nay tôi đang đi là không làm gì hết, chỉ có đi bắt ốc thôi để chăn nuôi thôi. Lấy lên rồi cô ấy bắt đầu về chọn chăn nuôi đó. Nhưng không bán. Ở đây thì các cháu hắn lớn đó, thì là hắn đi học cả. Cô ấy mẹ là con cứ đi làm công ty, còn những người già ở nhà chỉ trong cháu mới có nhà trong nhà thôi. Đây là vùng chim chủng á, cái làm nông nghiệp chưa là gì, có nấu thương hiệu rượu chim y thôi. Trước là ông bà ngày xưa là chỉ có vùng nấu rượu chăn nuôi lợn, thì ở đây cũng vất vả lắm. Trời chủ yếu là trai trẻ họ đi làm công ty thì mới có thu nhập tháng 3-4-5 triệu, còn các ông bà già thì chỉ có ở quê thì làm cái qua bảy thước rưỡi ruộng, mà toàn bộ coi như là cái thôn xã Cầu Lộc đây là rất là khấn khởi, là cũng rất vui mừng đấy. Coi như mấy khi là coi như cái tỉnh Thanh Hóa chúng tôi được cái danh tiếng này cho Hà đây là hoa hậu là coi như rất khấn khởi. Đây trước bố mẹ coi như là cũng xuất thân là cũng trong một gia đình cũng nghèo túng thôi, cũng làm ruộng làm biết đây có mấy năm vừa rồi là bố Hà cũng đi làm ăn, nhận các công trình của các công ty ấy thì mà làm ăn được, cho nên là nhà Hà nói chung là trường kinh tế cũng cứng rồi. Thì nhà thì nhăng nhít thì làm rổ cũng để thêm tí thu nhập thêm.